ba con mình cặp ở đây bán cá là lâu chưa chị, hay là mới mấy chục năm rồi? Em dân ở đây em cũng không biết luôn. 4 năm rồi. Nhìn đã quá người ơi. Em đại diện cho team bên Mỹ gửi anh 200.000 nha. Anh mua mua 10 ký gạo của nha anh ha. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Thôi được anh, cảm ơn anh. Nè, cảm ơn mọi người. Một là mọi người, một nhiều đá lắm mọi người. Mưa quá trời tiêu luôn. Xin mời mọi người cùng thưởng thức món bún riêu nha. 30. 30 quá chị. Rồi, ăn đặc biệt quá mà. Rồi, mời mọi người nha. Bây giờ thì hơn 7 giờ rưỡi rồi. Và đa số thì bà con ở đây và du khách nước ngoài vẫn đang còn nắm nha mọi người. Hải Du Lịch Bùi xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong clip ngày hôm nay nha. Hôm nay xin mời mọi người cùng đến tham quan tại một cái bến cá của khu vực có người thì gọi là sông thủy, còn có người gọi là sơn thủy. Thì thôi cho mình gọi là sông thủy nha. Thì hồi xưa giờ mình cũng hay gọi đây là sông thủy, thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa nha mọi người. Thì đầu tiên thì xin mời mọi người cùng tham quan cảnh quan bà con ghe tàu cập bến và nghe nói chú ở đây nói thì hôm nay thì mực rất là nhiều. Và sau đó thì xin mời mọi người cùng đi đến tham quan chợ của khu vực sông thủy nha mọi người. Và cuối cùng thì xin mời mọi người cùng đến tham quan danh thắng Hòn Chồng, một danh thắng vô cùng nổi tiếng của thành phố Nha Trang của mình. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng dành chút thời gian để cùng đồng hành với mình để tham quan cảnh quan của bà con tại nơi đây nha. Lúc mình vừa tới thì đúng lúc là thấy có một hai chiếc ghe vừa mới cập tới luôn mọi người. Ở đây cây nhái với mực rồi nè. Ồ chị ơi, cho em hỏi thăm, hình như cái này cái mú chị hả? Như cái này cái gì chị hả? Cái róc hay gì? Cái mú rồi cái cái mú cái róc là nhiều chị ha. Cái giò nữa. Ồ, cái này chuẩn bị mình về chợ bán hả chị? Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều, chị chúc chị bán một khách hàng về sớm nha. Mình bán ở chợ nào chị ha? Dạ cảm ơn chị. Ồ, cái nhái nè mọi người. Rất là to luôn ha. Bên đây thì thấy chị đang lựa mực nè. Ồ, có mấy mực nhỏ đổ cái xèo hấp dẫn lắm nè. Ồ, cái nhái rất là nhiều luôn. Bên đây thì mình thấy là có mực nè. Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng tham quan chi tiết hơn nha. Ồ, mực tươi lắm mọi người. Mực quá trời tươi luôn nè. Ồ, đã ha. Cái này cái chuồng đúng không chị? Cái nhái tươi lắm mọi người. Cái này chuẩn bị mình thu để về chợ mình bán đúng không chị? Chị có thể cho em hỏi mình bán chợ nào vậy chị? Để chị làm chứ đang bận rộn lắm luôn à. Thôi em cảm ơn chị nhiều nha. Bên này mực nè mọi người. Có vẻ như mấy chị đang tất bật để chuẩn bị về chợ bán đó mọi người ạ. Cho nên cô không ra có thời gian để mà trả lời với mình được. Ồ, mực tươi đó mọi người ơi, quá trời luôn. Ồ, mực nhiều quá ha, quá trời mực luôn nè. Ở đây thì chắc các cô các chị đang thu lại mọi người. Cho nên nếu như mình có hỏi giá được thì mình hỏi giá, còn không thì kính xin mọi người thông cảm nha mọi người. Ồ, mực quá trời tươi luôn. Đi anh. Giờ hỏi dư cảng mình là mấy giờ vô vậy chị?
cỡ 3 giờ. 3 giờ. Ủa bảy sớm gì luôn hả chị? Lạnh nó vô số 4 giờ 5 giờ luôn hả chị? Như đây số như vậy con số bóng bao nhiêu chị ha? Đó, à. Một tươi lắm mọi người. Cảm ơn chị nhiều biết chị. À, tới mấy giờ là hết vô chị ha? À 9 giờ là hết đó chị. À, cảm ơn chị nhiều nha chị. Ồ, một nhiều quá ha. Lớn không có trăm mày. Trời ơi. Có một chị đây đó. Có một tên nè. Kêu em trai quay phim chứ sao là kêu chú quay phim. Rồi mày vô luôn ha. Ờ, một đã vô mày vô chú quay lên mạng rồi cho bé mấy cái coi. Dữ chưa? 40 mấy. Ừ. Ở đâu rỉ mềm mềm đi hay suối bén tàu leo không ơi. Chú có biết cái 15 ngàn sao? Này khó tiêu, khó tiêu như đánh luôn chị hả? 7 cái lô 2, 8 cái lô 2, còn lại 7 cái lô 7 được chưa? Hả? À, ghi hình với đồ anh nói cho chị. 7 cái lô 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 7 sao hai mới đây trăm rưỡi giống không ngon không ngàn à tôi không có mua gì nữa tôi mua hai mới à có kia mua nè mọi người chị hai mới bật bay nè 13 cái lô bê 14 cái lô bê hai cái này trùng thứ hai thứ gì hai cái có chứ nhiêu trời trùng nhiêu đi em 13 cái hai em được trăm rưỡi giống màu để đâu để đi để đi à trăm rưỡi một ký không rồi à một nhiều lắm mọi người mua này nè mình thấy một rất là nhiều nè quá trời mực luôn ha. Ô chị như nãy giờ em nhìn nước qua thấy dân số bóng nhiều quá chị. Đây là dân số bóng, đây là tém hồ mà chưa có dân quay trên bề chị cô ấy. Ủa chị này như ở trong sớm xéo xúc đình gì đúng không chị? Rồi đưa luôn em. Như chị gái này ở trong xúc đình sớm xéo gì đúng không chị? Cái này ở là sớm xúc thủy. À sớm thủy là ở trong xúc đình. À giờ mình xuống Hòn Rớ chị. Hồi trước mà ở xúc đình là ở sớm nào chị? Xúc đình là sớm đây nè. Ở đây là ở trong đình đúng không? Xóm đình là chỉ hạnh á. Xóm đình là đây, xóm đình là đây nè, đây xóm đình nè. Xóm xóm cồn. Xóm cồn. À, chào bà con xóm cồn. Đây là ở cồn. Đây ở xóm đình xóm cồn. Dạ. Đó. Đây là mình ở. Em ở ngay đình luôn nè. Đình nào? Ngay đình Cù Lao dưới bóng đó. Đúng rồi, ở trên nào? Cù Lao hả? Dạ đúng rồi, ngay không dưới chùa Linh Tự á, đối diện chùa Linh Tự luôn á. Chỗ đó hả? Nhưng mà giờ giải tỏa mất tiêu nhà rồi. Thì hai cái chữ mở cái đó xong giờ giải tỏa đi xuống nữa. À vậy vậy. Ồ như cái cảng này bà con mình cặp ở đây bán cá là lâu chưa chị hay là mới? Lâu rồi, mấy chục năm rồi. Ờ em dân ở đây em cũng không biết luôn á. 4 năm rồi, 24 năm rồi. À 4 năm. À 4 năm. Nhưng mà đa số ở đây là cá vừa đẻ ra giải tỏa lập tàu luôn á. Biết rồi. Rất Dạ. Như đa số đây là mực nhiều chị ha. Mực nhiều, không nữa thì cá nhiều. Em mới mượn theo. À dạ dạ. Dạ. À, mình chuẩn bị lấy về để chờ bán hay sao chị? Thì mấy người với tự với người ta lên nè. Cho mấy chị bán, xong mấy người rủi nè, này đi rủi cho mua. Vậy là chị nậu chị thu lại á, xong chị bỏ lẻ lại cho mấy chị về chợ bán. Dạ. À, chúc chị công việc được thuận lợi nha. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Đây hình như kia về cái nục cái này có thêm một chiếc mới vào cái này. Ồ cái nục rất là nhiều nha. Cái này cái nục của chị hả? Dạ cảm ơn chị. À nay ghe mình về cái nục nhiều ha. Cái nục này mà kho keo ăn ngon lắm mọi người ơi. Kho keo miếng nách luôn á. Cái bến cá này thì nó nằm gần ngay khu vực của Chiêm Bai luôn nè mọi người. Và nằm trên cái con sông cái đi qua ngay dưới chân của cầu bóng của mọi người ơi.
À, cô ơi, có thể cho con hỏi như cái này nậu thu mình lại có được nhiêu ký cô? 5 ngàn, em 15 ngàn. À, 15 ngàn hả chị? 15 ngàn. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Đây một khuôn lộn. Ừ. Ủa, này về kho tiêu lý bài. Kho tiêu bỏ mì hả cô ha? Kho tiêu xẻ ổ mì bỏ vô ăn, trời ơi, thơm luôn á. À, có mực nữa nha mọi người. Anh ơi, cái này mình đi trong ngày về hả anh? Mình đi trong ngày về. À, cứ chiều đi sáng về hả anh? Dạ, cảm ơn nhiều nha anh. Mình là người dân ở Nha Trang mọi người, nhưng mà là dân dân dưới bóng luôn mọi người, mà cái bến này coi như là tồn tại hai mươi mấy năm rồi mà mình không biết luôn mọi người. À, mình chỉ biết được cái cảng đóng tàu ngay chỗ sông Thủy thôi. À, không ngờ thì nó vẫn có một cái bến cá ngay đây, khá là nhộn nhịp luôn. Ủa chú ơi, nay chú đi thu con mình hả, không có cô à? Cô ở nhà. À, cô ở nhà hả chú? Ngày nào mình có đi thu mực ở đây hả chú? Ngày nào bé rồi. Dạ. Hồi trước cô chưa bệnh chắc cô đi thu chung với chú ha? À, không biết chú có nhớ con ta, con bạn của Lợi. Bạn của Lợi, con rể của chú đó. Giờ nó chuẩn bị vô chỗ mực vừa cho vợ nó bán. À, Lợi hả chú? Dạ. Dạ. À, chú thu một cái đây được bao nhiêu năm rồi chú hả? Ba chục năm rồi. À, vậy là hồi lâu chú thu cái cảng này không hả chú? Dạ. À, con cảm ơn chú nhiều chú. Ồ, bà con mực nhìn hấp dẫn lắm mọi người, mực quá trời, quá trời mực luôn nè. Không tiếc nữa. Để bự đâu. Ồ, mực đẻ chưa? Cái này ở đây đa số là các cô bán sỉ không mà. Đi mua chờ hả? Dạ. Bố này lớn hơn mày chưa bảo. Không còn nhỏ hơn. Bố này lớn hơn. Thấy chưa? Bố này lớn hơn. Bố này lớn hơn. Bố này lớn hơn. Tươi lắm mọi người, đẻ lắm mọi người, bán thì đẻ luôn. Ở bên đây thì là cá nha, bên này là cái nục nè, là mực nữa mọi người. Có khoảng là 4-5 đồng nậu ở đây mọi người ha. À, thu mực với cá. Xin chào bác. Hồi lâu giờ mình đi biển là mình cứ cặp ở đây thôi hả bác? Hay có cặp ở đâu nữa không bác? À, mình là người dân ở đâu bác? Ở sông Thủy hay là ở dưới bóng bác? Ở bóng hả bác? Ủa, mình ở bóng là ở đâu ta? À, bên phía Tháp Bài nhưng mà à, ngay Tháp Bài luôn hả chú? À, con của người dưới bóng mà nhìn chú nó hơi lạ. Đi biển mà bạn tứ xứ mà. Dạ. À, con cảm ơn chú nhiều nha. À, xa xa như mọi người đang thấy đó chính là cầu bóng nha mọi người. Và hình như là có đang có một chiếc ghe chuẩn bị cập bến tại đây nè mọi người ơi. À, hai anh này thì thấy có một anh chở một được bay rổ mực vào này. Cô chồng cái neo anh. Đẻ lắm mọi người ơi, quá trời đẻ luôn nè, trời ơi nó tươi.
ở đây là đa số thấy các chị em nậu đang ngồi thu đi rất là nhiều, cho nên mình cũng không hỏi giá được thôi, nên mọi người cũng thông cảm nha. Ủa? Tới sớm chưa anh Hồ? À, anh quay bên YouTube Hải Du Lịch Bụi. Tới sớm chưa? Hải Du Lịch Bụi. Chuẩn bị lấy cái gì cho kho bán hả? Dạ dạ. Ủa anh ở đây hai cái cảng này có 20 bến này 20 mấy năm rồi mà anh không biết luôn á. Dạ. Sớm nè, lúc 4 rưỡi là có. Anh tới quay ghe này chút xíu nha. Dạ dạ. Chuẩn bị mới có một chiếc ghe nhỏ nó vào à, cũng là mực luôn nha mọi người. Ồ, mực rất là nhiều ha. Ồ, mực với cái nục mọi người rất là nhiều. Ồ, mực tươi quá. Mực rất là tươi luôn mọi người. Em ghe này là mình đi trong ngày về hả anh? Dạ, cảm ơn anh. À, chiều đi sáng vô. Wow, cái mực, mực nhìn đá quá mọi người ơi. Đây là cá mối nè mọi người. Đây là mực nè mọi người, mực nhìn đá lắm mọi người, mực tươi quá trời tươi luôn. Quá trời luôn nha. Cái này cái gì vậy ta? À, đậu sồi. À, cái bọc máy đúng rồi. Con cái tròn là cái sứa anh. À. Cảm ơn nha. Mấy đậu mực mọi người. Quá đã luôn nha. Ôi, đã ơi là đã. À, xe xe có một chiếc ghe nữa mới về à, và mình thấy là nhìn từ xa thì thấy mực cũng quá giờ tươi luôn mọi người, không biết nhìn gần như thế nào nhưng mà nhìn xa thấy mực tươi lắm mọi người ơi. Wow, quá đã luôn nè. À, để chờ anh chuyển vô rồi mình quay cho mọi người xem nha. Để cho nước hả? Nước hả? Nước. Ai biết ơi, tụi em quân. Đây cái ông anh hồi nãy mà mình quay mực từ xa cho mọi người xem nè. Trời ơi nhìn mọi người ơi, một thúng mực rất là đã luôn mọi người. Wow. Ồ, quá đẹp, quá đã. Đã lắm mọi người. Ồ, đây là thành phẩm nè mọi người. À, một ngày đi làm việc phơi xe về nè. Nghe bà con đây nói thì cái bến cá ở sông Thủy này thì tới 9 giờ mới hết nha mọi người. Hiện tại bây giờ là mới có 6 giờ 20 thôi. Ở đây mình thấy cái hai anh đang câu cá nè, để tới mình quay cho mọi người xem luôn ha. Ủa anh ơi, mới thấy giật lên cái gì bự vậy anh? Wow. Ồ, anh mới câu luôn cái to lắm mọi người. Ồ, cái này giống cái chao với anh. À, cái chảo anh. Cái chao, ồ, trời ơi, to lắm mọi người. Ờ, à, thêm một cần thủ nữa nè. À, cái cháo. Còn mấy ông anh ngồi đây câu lý thú quá ha. Vừa mát mẻ mà vừa à, cảnh cũng đẹp lắm mọi người. Ê,
Mấy anh ở đây thì mình để ý hình như là anh câu bằng cái cơm với là mực mực nhỏ nè mọi người. Anh sáng giờ được con nào chưa? Mấy cái liệt hả anh? Ngôi chùa mọi người đang thấy đó chính là chùa Hải Ấn Tự nha mọi người, một ngôi chùa khá thân quen với người dân tại sông Thủy ở đây. Và phía trước này nữa nè mọi người, đây chính là một tảng đá nằm trên con đường của sông Thủy thuộc phường Minh Phước, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Bây giờ thì mình xin mời mọi người cùng dạo quanh chợ của sông Thủy như thế nào nha. Đi thêm một đoạn nữa thì xin mời mọi người nha, cùng vào cái khu vực chợ. Đây là chỉ là một cái chợ sởm nhỏ của cái sông Thủy thôi nha mọi người. Để thử tham quan thử thì tại đây bà con buôn bán như thế nào ha. Thì sau đó thì xin mời mọi người cùng với danh thắng cùng mình đến với danh thắng Hòn Chồng, một danh thắng vô cùng nổi tiếng của thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Như nãy giờ mà mọi người đang thấy thì hai bên đường thì vẫn buôn bán đồ ăn nè, các hàng ăn rồi bán rau củ rồi nè, cũng khá là nhiều. Rồi bây giờ mình cua ở đây ha. Rồi đây là cảnh quan của một cái chợ xóm nhỏ thôi nha mọi người, nằm tại khu vực của sông Thủy. Để bây giờ mình gửi xe và cùng mọi người tham quan chi tiết tại nơi này nha. Thì vô tình là mình tới ngay chợ sông Thủy này, gặp lại một cô người quen nha mọi người. Đây là cô gái nha, hồi trước là ở dưới sân bóng với mình luôn. Cô bán bún riêu hả cô gái? Cô gái bán bún riêu ở đây được lâu chưa cô gái? Bán đậu mố. Ủa như bây giờ cô gái lên đây ở luôn hả? Ở đây lâu rồi, ở đây có chồng ở đây. Vậy hả cô gái? Thôi bây giờ để con vào con quay chợ xíu, không tí nữa ra ủng hộ cô gái tô bún riêu nha. Đây bún riêu nha mọi người. Chúc cô gái bán đắt hàng nha, tí nữa con ra con review ẩm thực luôn. dạ ẩu ghê gớm. Đây là một phơi nè. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Dạ chị. Dạ chị cho em quay chút nha chị. Ở đây hình như là mình bán bánh bèo, bánh hỏi. Có xìu giỏ nữa nè mọi người. Cái mấy món này ăn với mắm nêm là ngon chị ha. Mắm nêm nè. Dạ đúng rồi. Còn ăn với mắm nêm là y bài. Đó, mắm nêm, mắm nước. Bán bánh phương mại mắm. Hẹ với mỡ hành đồ đầy đủ luôn nha mọi người. Hành phi rồi hấp dẫn ha. Như ở đây mình bán nếu như bánh xìu giỏ này một bị này thì một bị có hẹ có mắm rồi luôn 25.000. 25.000 chị. Dạ. Sợ quay bình thường mà. Mình ở dân sông Thủy này luôn hả vậy hay là ở đâu tới bán chị? Mình dân Diên Khánh, mình xuống đây mình bán. Diên Khánh là hay nổi tiếng về bún với đồ chị ha. Dạ. Cảm ơn chị gái rất là nhiệt tình nha. Thôi chúc chị gái bán mua khách hàng được về sớm nha. Dạ. Em đi chị. Dạ cảm ơn chị nhiều. Ở đây thì có quán bánh canh nè mọi người. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Có tiền là có sức khỏe là có thời gian, đúng không chị? Ở đây hàng ăn cũng rất là nhiều ha. Em ơi cho anh một ly đậu xanh nha. Cái món này là món thân quen luôn mọi người. Nó là rất là thân quen. Là anh vừa uống thôi nha. Bao nhiêu tiền gửi luôn em? Rồi để gửi tiền. Rồi mời mọi người uống nước đậu xanh của mình nha. Ngon quá mọi người ơi. Đây là đúng là mùi vị thân quen nha. Mình đi uống đậu xanh đó rất là nhiều nơi.
Nhưng mà phải nói là đậu xanh ở khu vực sân bóng Nha Trang này là ngon nhất mọi người. Quá ngon luôn. Ở những nơi khác thì nó xay cái nước đậu xanh này hơi bị lỏng. Ở đây xay đặc uống rất là ngon mà cho đường vào cũng vừa vị nữa. À, đây là một quầy rau nè mọi người. À, bên cạnh là tạp hóa ha. À, 5.000 một bị hết chị. À, từ chè nướng cho tới chè đặc luôn hả chị? À, đây chè hình như là chè đậu gián, chè chuối. À, chè kho nữa không chị ha? À, chè quý tím. Ồ, ngon lắm mọi người. Tím đâu con. À, chắc lẽ mình mua ủng hộ chị một bị á. Nhìn hấp dẫn quá mà. Nhà nấu luôn hả chị? Ồ, ngon ha. Chị cho em một bị chè chuối nè. Là một bị chè này gọi là kho sáp đúng chị? À, kho sáp với là một bị chè đậu gián đó nha chị. Là 15.000 đúng không chị? Ok, bị 15. Trời ơi, đi quay cái này chắc lên ký quá mọi người ơi. Lấy bị gì đó. Chèo tay anh. Rồi ok cho bị lắm rồi chị. Dạ. Dạ rồi ok là đủ 20 dạ. Ồ, cái này ngon lắm mọi người. Về bỏ tủ lạnh là coi như mở nút ra cắn phát là y bà luôn mọi người. 20.000 chị ha. Dạ. Em đang định quay nè, đang lấy chớn nè. Ủa, ở đây đi. Ở đây công nhận bà con mình ở khu chợ này coi như ăn hàng không thiếu thứ gì luôn ha. Nhiều món ghê luôn mọi người. Rồi 5.000 ly à. À cái đi à rau câu dừa. À rau câu dừa. Đông xương, đông xương canh lăng. À. 5.000 một hũ này hả? Ờ cho anh 2 hũ nha, mua ủng hộ em thôi nha, tại vì anh mua cũng nhiều quá. Ừ. Ồ mọi người tới chợ Sơn Thủy là coi như không thiếu món ăn hàng nha mọi người, đâu đâu cũng có. Rồi để em gửi tiền. À cái chị này hồi nãy là mình quay cho bánh mực nè, bánh cá nè mọi người. À chị lấy mực thì chị bán nè. 170.000. Lấy cho nó chứ còn ai là 200. Đã lắm mọi người, nhìn quá đã luôn. Lấy ký cho cháu ăn. À chúc chị gái người quen bán mà hết hàng về sớm nha. À chị đó là ở trong sân xéo mọi người. À đối diện con đường đã vào nhà của mình hồi trước ở dưới bóng. Ồ cá nè. À, hình như cái chát ha, không biết cái lộ hay không. À, cái nục. À, cái nục lớn nữa nè. À, cũng có mực luôn nè. À, rất là hấp dẫn ha. À, chị bên này cũng bán mực với cái nhái nè mọi người. Anh ơi, à, có chị Thi ở bên Mỹ á, à, em đại diện cho Thi bên Mỹ gửi anh 200.000 nha. À, anh mua, có anh mua 10 ký gạo nha anh ha. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Thôi được anh, cảm ơn anh. Anh này là em thấy quen lắm, hồi trước là như anh cũng ở dưới bóng đúng không? À, em đi dưới bóng hồi nhỏ em thấy anh là hay đi ở dưới bóng ha. Hôm nay mình ở trên này ha anh. À, rồi, thôi cố gắng nha anh ha, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ thôi được rồi. Anh này tội lắm. Không con hồi nhỏ con có biết mà. Hồi nhỏ con biết anh này. Tại vì hồi nhỏ anh hay ở dưới bóng con đi. Ủa, dừng, thấy... đi đâu đây? Ủa chào chị. Đi đâu đây? Em đi làm YouTube. YouTube làm gì bên phóng sự gì? Dạ quay đời sống bà con mình coi thôi nè. À. Ủa nay chú quay rồi. Ở chỗ này. Bè chết lâu rồi, mấy năm rồi. Ủa vậy chị. Em không biết gì luôn. Bè chết bị tim đó. À vậy chị. Rồi giờ chị còn đi bên chùa mình. Chị không đi lâu rồi. À vậy hả chị. Chị đâu đi giờ chị đi làm cái sạn đồ á. À vậy hả chị. Mình vẫn ở đó luôn hả chị? À mình cũng vẫn còn ở nhà đó. Nay như chị ốm đúng không? Cũng vậy chứ ốm đâu. À nhưng mà giọng vẫn còn tốt không? Đúng. gặp thì vẫn giờ xét vô vẫn còn. Dạ. À vậy á. Rồi thôi em chào chị nha, em cho Thủy đi quay xíu. Hôm nay bà về ở đâu? Dạ bà ở chỗ cũ chị. Ở ngay dưới trên đường đến đường dốc đầu thị xã cái chị ạ. À? Ờ về nhà đó chị chưa tới lần nào mà. Dạ. À mấy chị này à. Tôi tư vấn bán mẹ bán mực cái đăng ấy này, tôi tư vấn mẹ. Rồi mực tươi đi. Hồi nãy ở trên bến em nó nói cái này là cái gì em quên mất ta. Lạch sứa. À cái sứa đúng rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. À như mình bán ở đây chợ mình tới mấy giờ là nghỉ với chị ha? 10 giờ. À 10 giờ chị. À, mực tươi lắm mọi người. Mọi người mua ghé ủng hộ luôn nha. Hồi nãy mình có một bà chị cũng quen cũng bán mực tươi ngay đây nữa nè. À chú chị bán được đắt hàng nha. À bên này tôm. À dưới cô đang bán mít nữa.
ở đây có một sạp hàng trái cây nữa ha. Ở đây quán ăn rất là nhiều. À, cô này cũng bán trái cây này. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại để dùng cái món bún riêu của cái cô hồi nãy mình quen. À, sau đó thì xin mời mọi người cùng đến tham quan danh thắng Hoàng Chồng cùng với mình nha. À, giờ quay lại thì quán đông vui hơn rồi ha. Đúng rồi, đông quay cho nó vui đi chị ha. Chị ăn chè gì không? Em mua quá trời luôn rồi chị ăn không? Lấy ủng hộ chứ ăn vậy. Dạ lấy ít ăn vui nha. Bây giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức món bún riêu nha. Chị này là hồi trước ở dưới bóng rồi mọi người, gần ngay dưới nhà mình luôn. Và nếu như mà nói để mà ăn cái món của chị, bà chị này bán thì không nhớ bao nhiêu lần mọi người. Hồi trước giờ là chị bán bao nhiêu món rồi chị mà chị ha? Bò, chị gái cháo lòng đầy đủ hết. À, đúng rồi, hồi trước là chị bán cháo lòng nhiều đúng không? Đúng rồi. Dạ. Đó là cái này cháo lòng không à. À, chị gái cháo lòng. Rồi rau này mọi người. Rồi rất là ngon ha. À, chị gái để chia sẻ em tô này bao nhiêu tiền chị gái? 30. À 30 quá chị. Rồi, ăn đặc biệt quá mà. Rồi mời mọi người nha. Wow. Thời tiết Nha Trang vẫn còn nóng lắm mọi người ơi, rất là nóng ha, mới sáng sớm thôi nhưng mà à, mọi người nhìn mình nè, mới quay xíu thôi mà mồ hôi kê ghê gớm. Thấy nóng mùi nước đổ mồ hôi nè. Quá nóng luôn anh ha. Đâu ra mấy cậu ấy. À, chị Mai này nếu như mà khán giả nào là người dân ở từng tới sân bóng rồi à, vài lần thôi thì chắc có thể nhận ra chị gái này ha. Chị gái này hồi trước là nổi tiếng là chị gái bán cháo lòng, đúng chị gái. Ăn cái món bún riêu này là phải nêm cái mắm tôm này vô nó mới ngon nè mọi người, nó mới thơm ha. Ồ, rổ rau nhìn cũng hấp dẫn đó nha mọi người. Chị gái ở trên này được bao nhiêu năm rồi chị gái? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm hả chị? 35 năm. Dạ. Anh cũng thấy ảnh quen quen nha. Có một đứa đó. Thế anh cùng nhà hồi đó chèo đó. À, ở sau trong nhà bà Tàu hả? Không, ở như gần ngay chỗ nhà bà của đó. Nhà em Câm đi vô, cái bờ đi vô xíu đúng mấy mấy dặm đúng rồi. Trong cái giếng rừng đó. Dạ. Dạ em hai đứa rồi. Đi quay đâu chứ, quay khúc lân cận sân bóng chợ bầu rồi này nọ là thôi chứ quen gặp bà con nhiều lắm, bà hàng xóm nhiều lắm mọi người ơi. Rồi xin mời mọi người nha mọi người. Bỏ yêu cầu mà bỏ xíu đường đen cái coi. Thôi đừng bỏ gì nữa hết. Bỏ riêu thôi. À, có một điều đặc biệt như thế này nha mọi người. Ai là người dân sân bóng là gần như khi mà ăn cái gì quen ở sân bóng rồi là đi ăn chỗ khác vẫn không thấy ngon nha. Chỉ có quay về sân bóng ăn mới thấy ngon rồi chị. Nó quen cái mùi sân bóng hay sao vậy? Khu vực mình đang đứng để giới thiệu đến với mọi người đó chính là danh thắng Hoàng Chồng nha mọi người, của thành phố Nha Trang Khánh Hòa. Một danh thắng vô cùng nổi tiếng của thành phố Nha Trang, cũng thu hút rất là nhiều du khách. Tuy nhiên thì bây giờ thì mình tới đây thì đúng lúc mới hơn 7 giờ rưỡi thôi mọi người. Thì đa số khách du lịch thì giờ này họ đang còn ăn sáng, uống cà phê và thư giãn. Chắc cũng chưa tới tham quan địa điểm này. Cho nên là hiện tại thì thấy nó đang hơi vắng ha. Thì có lẽ thì mình sẽ hẹn một dịp khác để mình quay lại cái địa điểm du lịch này để gửi đến toàn thể mọi người. Nhưng bây giờ mình đang thấy thì bên này. Đây là khu vực của Bãi Biển Bãi Dương nè mọi người. Thì thấy
tuy là hết lễ rồi nhưng mà thấy cũng có một số người đang chèo bán súp nè, cũng có một người đang số tắm. Thì bây giờ mình sẽ tới khu vực đó để mình quay giới thiệu tới với mọi người nha. Thì cũng xin mọi người thông cảm nha. Mình đang đi trên con đường Phạm Văn Đồng để đến với ngay chỗ bãi tắm Bãi Dương của mọi người, để quay lại cho mọi người. Thì cũng xin mọi người thông cảm là vì đi quay cảng mọi người thì quay nó khá là sớm. Mình quay cảng xong, quay chợ thì mình nghĩ thì cái danh thắng Hòn Chồng đó thì cũng sẽ có khách. Nhưng mà giờ này thì nó còn sớm quá, khách thì họ đang ăn sáng uống cà phê. Cho nên mình cho phép mình được xin đổi địa điểm để giới thiệu đến với mọi người nha. Thì khu vực này chính là khu vực của bờ biển của Bãi Dương nè mọi người. Mình sẽ tìm một nơi để gửi xe, sau đó thì xuống quay cận cảnh bờ biển Bãi Dương để gửi đến toàn thể quý khán giả nha. Xin mọi người cùng dành chút thời gian để cùng tham quan với mình nha mọi người. Khu vực này là ngã ba giữa đường Hòn Chồng và đường Phạm Văn Đồng. Đây chính là quang cảnh của bờ biển Bãi Dương sau những ngày hết lễ. Thì bây giờ hôm nay mình đi quay thì lễ đã qua hết rồi mọi người. Thì không khí tại bờ biển thì có vẻ nó cũng trầm lắng lại ha. Nhưng đây là biển của khu vực bên đường Phạm Văn Đồng, khu vực biển Bãi Dương thôi. Còn không biết biển Nha Trang thì như thế nào. Đó chỉ là nhận xét riêng về biển của Bãi Dương thôi nha mọi người. Khu vực của biển Bãi Dương này thì sớm và cũng như hồi nãy mình mới quay cho mọi người xem sơ thì có các hoạt động chèo bán súp vào những lúc mà bình minh đó mọi người ơi. Người dân hay các du khách hay là thuê bán súp nè mọi người, chèo ra khu vực ngồi đây nè. Thì dưới ánh bình minh nhìn rất là đẹp ha. Thì buổi sáng biển thì nó cũng phẳng lặng, cho nên chơi bán súp thì rất là vô cùng là thú vị và rất là hợp. Bây giờ thì hơn 7 giờ rưỡi rồi, và đa số thì bà con ở đây và du khách nước ngoài vẫn đang còn tắm nha mọi người. Ôi các em bé tày dễ thương quá. Đây nè mọi người. Nhìn dễ thương dễ sợ luôn. Trời ơi. Vui chưa? Mình là bán của nhân viên của khách sạn luôn ha. Cảm ơn nha. Trên gần bờ biển thì có các nhân viên của các khách sạn họ cũng đang bán nước, các loại nước giải khát như dừa nè mọi người. Bên kia cũng có nè. Chắc có lẽ cho phép mình xin tạm dừng clip tại đây nha mọi người. Cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để xem đến cuối clip nha. Hy vọng thì clip cũng mang lại nhiều cảnh quan thú vị và hấp dẫn để gửi đến toàn thể quý khán giả nha. Và cũng mong quý khán giả hãy ủng hộ cho kênh mình một like và một lượt đăng ký kênh để giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bây giờ thì Hải Du Lịch Bụi xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha.